ca nhất, tức là người người đệ tử lớn nhất của Phật thời đó. Và Đức Thầy là người người giữ cái bát và cái y của Phật. Lúc đó cái Đức Thầy mới vô cái núi Kê Túc. Thì khi dùng thần, lúc đó là Ngài đang là người nhớ những lúc mà Phật nói gì á, tại xưa đâu có máy này đâu quấy. Mỗi người nhớ rồi cái ngồi lại chép những cái lời của Phật, Phật nghe kinh. Thì lúc đó ông anh em ông có nghĩ là ông là anh là kêu Phật và người ta chú là thị giả của Phật mà gia đình nữa, thì không lẽ Phật phong phú mình thành Phật, cho nên ông đâu có thần thông bằng mấy vị kia. Cái ổng mới ngồi ở ngoài ổng thiền định, thì từ đó ổng mới có đàn ông thì ổng bay vô vô núi Kỳ Túc, thì từ đó mình mới kinh tới ngày nay. Rồi xong lúc đó đó thì ngài Đại Ca Diếp mới vô nhập định, cái núi đóng lại chờ đến thời đại chúng ta hai ngàn mấy trăm năm sau để mà lập lại một cái đạo Phật mới, đó là thiên tăng của Phật. Cho nên Đức Thầy là đàn người đang giữ y và bát của Thích Ca. Đại Ca Diếp ở núi Kê Túc, người người mà nhập định người ta có thể để cái xác ở đó, người ta có thể sống cỡ nghìn năm này qua năm nọ không bị chết. Thời đó sư phụ cũng có mặt trong đoàn người. Nhiều kiếp lắm, ăn rơ cũng như mấy con cũng vậy, nhiều kiếp không phải một kiếp. Trong rừng làm thì có hoài chỉ là lệ thuộc vào lòng phát tâm của dân làng thôi mình. Nhưng mà thời xưa ở bên Ấn Độ á, những đó người ta còn tôn trọng đạo Phật, cho nên Phật đi đâu cũng gieo duyên được nhiều. Đến khi mà đạo Phật suy đồi, cũng như chữ chúa là từ Do Thái, thì đóng linh chúa. Thì bên Ấn Độ á, gọi là một nhà không có linh á, họ không có, họ chịu theo đạo giống như giờ đạo Ấn rồi đó, rồi họ tàn sát tất cả tăng ni. Thì cái cuối cùng á, là một đi một, tất cả những người đạo hồi á, họ chém đầu hết những vị hòa thượng lớn của đệ tử của Phật, máu ngập luôn vậy đó. Biết chết mà ngồi đó cho nó chết. Ai biết đạo Phật gì rồi. Rồi lúc mà ngài Đường Tăng mà đi qua bên Ấn Độ á, thì trong cái là trong kinh có nói lúc mà còn tại thế thì cái tượng Phật cao như nè, mà lúc đó Phật nói đến khi nào mà đất mà lấp phủ cái đầu á thì đạo Phật sẽ biến mất ở bên Ấn Độ. Rồi từ đó là ngài Đường Tăng qua thì đã biến mất rồi. Thì lúc đó từ đạo Phật mới truyền qua, tức là tổ Bồ Đề Đạt Ma mình mới truyền về từ cỡ đi thuyền á, thuyền là bọc xuống Việt Nam mình ở xứ Bồ Đề á, thì đạo Phật truyền qua nước Việt Nam đầu tiên. Thì từ đó tổ mới đi bộ qua Hà Nội, Lạng Sơn rồi đi lên nước Tạo. Thì đó, cho nên đạo Phật là truyền từ Ấn Độ qua Việt Nam trước. Chẳng qua nước mình nhỏ, còn thằng Tàu thì con biết nó lắc cái chuyện gì nó không nói láo. Thì
thì nó nói láo là đạo Phật chuyển qua tàu thì chuyện của nó, nhưng mà ở trên đó là chuyện của Việt Nam trước. Là người Ấn Độ, mà bây giờ Ấn Độ con đâu thấy có đạo Phật. Cũng giống như vậy, đây mấy con họ của Thái Giang, gia đình là chui mượn bụng chui ra, con mượn bụng chui ra, anh chị em cha mẹ là mình khổ đúng không? Nhưng mà mình ngồi đây là mình có một cái điển thanh chung, mình có hứa hẹn. Ở thời đại này, sư phụ xuống trần lập đạo mấy con theo để mà hộ pháp. Cũng y như hộ chui vô cái nhà 12 người, đâu có ai hiểu gì đâu. Hiện giờ cũng vậy, đâu phải dễ đâu. Người thân của mình không phải dễ độ. Nhưng mỗi đứa ngồi đây đều có cái nạn khổ của một chồng hay là vợ hay là má hay là ba hay chửi. Thấy không kiểu quỷ hụt đúng không? Họ chỉ biết cái hộ là quỷ phùng mà kêu họ chứng minh là quỷ phùng là họ chứng minh không có được. Nhưng mà cái sân, cái hận với cái kẻ bạn của họ cứ khẩu nghiệp là cứ khẩu nghiệp thôi. Thì những cái chúng sanh đó là chỉ cũng phải lau sạch cái núi đá bình thường gặp ngoài đường á, gặp con nói chuyện chắc con giọng vô mấy giọng liền á. Đó đúng không? Hôm nay mới ngồi bắt đầu mới biết được à, yên tâm mà biết được thiếu phụ này nọ. Nên những cái người thân của mình á mà giỏi là độ được dòng họ của mình. Nếu mình thương anh em ruột thịt của mình, tại vì dầu sao nó cũng có nhiều cái kỷ niệm cùng cha cùng mẹ, đây là một đời nhưng mà cũng là máu huyết đúng không? Thì mình về mình gác nhìn dùng, mình dùng những cái thay đổi của mình, những cái tốt của mình mà học được của sư phụ của Liên Tâm đó, mình về mình thay đổi con cháu mình thay đổi được hết, tại nó có thần lực á, giấu Liên Tâm có thần lực cải được tâm con người. Nó tay tròn rồi bụi bụi nha, đi exercise gì cũng vui á hả? Mấy giờ nãy cầm mà có người có bằng tay cầm cái viết lông mà lông mà lông gà không dịch á. Bên
nó khác không, khoai lang tím của miền Tây Việt Nam không ta? Khác hơn sư phụ. Khác hả? Khoai này khoai của Nhật. Trời ơi, tại sao mình là cứ đưa tôn vinh Nhật? Cái gì mà ngon là của Nhật Nhật không? Mình phải nói là của nước Việt mình phải không? Khoai của mình phải ngon không? Khoai Nhật. Nếu mà nói đến Nhật, phụ vừa để kể những cái thằng hồn mà đầu thai thành người Nhật đó, là đa số là những người sống bình thường, hiền từ, có lòng trung nghĩa. Họ cao lắm là thành thần thôi, họ không có thành Bồ Tát như thành tiên như chúng ta. Thì bên đó là người người ta ít có học Phật, tức như người ta không có tu Phật. Người ta có cái đạo gọi là đạo gì á, cầm kiếm á, là gì á, hiệp sĩ cho nên họ là thần thôi. Bởi vì cái nước Việt chúng ta là một cái nơi mà rất là cực kỳ siêu của cái quả, cái nhân loại thời nay. Chúng ta có thể thành Phật được, thành Bồ Tát được. Cho nên những vị giáo chủ mà lập ra đạo sẽ không vào những cái quốc gia đó, mà vào những cái quốc gia cùng cực khổ và quỷ nhiều nhất. Đó là Việt Nam. Việt Nam quỷ nhiều nhất. Thì cha với mẹ mình đạp cho bộ xuống, đạp đức thầy vô nước Việt. Chứ còn mấy cái nước kia nó có cái bì hê, cái thần cũng là bì hê phải không? Cho nên nước Việt là nước. Rồi, nước. Chưa mình có tên xích quỷ, nước Nam cũng tên là đảng. Phải rồi đảng quỷ. Sư phụ, vậy sau này nước Việt của mình là một cái nước mà Phật Phật nhiều nhất hả sư phụ? Những người khai ngộ á. Cho nên có cái bài sám của chị á, cho là phong thánh Di Lạc làm vua, rồi con trời khai thiên. Nếu là biết cái bài đó, đọc bài đó. Ngân có bài đó, con đọc bài đó thử nữa. Bài đó mẫu lưu hạnh đó. Là có cái bài đó, bài đó tôi bỏ trên mạng nhiều lắm mà. Là thiên tức là trời, tâm là Phật. Sau này con trời sẽ cai quản nước Việt, gọi là cái nước của ông trời rồi. Thì đâu có phải là quỷ nữa. Mà hôm nay nó từ quỷ thành ra tiên Phật. Nó đổ đảo rồi, đảo rồi lại. Có cái bài phong thánh gì là thành vua của thánh mẫu là hạnh. Cũng giống như hồi thời này, có tiếng Việt nói tiếng Việt để độ người Việt, để người Việt thông minh hiểu được. Còn Phật mà đi xuống African thì cũng có đó, những gì thần thôi thì nói tiếng African là đủ rồi. Bây giờ con làm cái gì cũng vậy, nó vừa đúng cái công suất của nó. Bây giờ những Phật là nói chuyện cao siêu một chữ là thành cả nghĩa 10 chữ, African nó hiểu nổi. Bây giờ dù mà nói tiếng này kêu mấy các cỏ nó hiểu không? Nó mấy con hiểu, nó phải đúng. Rồi bây giờ Phật Di Lạc mà xuất hiện, cả nước Việt Nam quảng không có biết ổng là Phật Di Lạc không, có tin không? Sư phụ đi trước, dọn đường trước ổng đó. Bây giờ người ta tin sư phụ đúng không? Thì đây, đức thầy là đây nè. Thầy con thấy sao? Chúng ta đều có nhiệm vụ á nghe. Có không? Có câu đó, đọc thử đi. Đọc đi. Đọc cái câu đó đó. Đọc hết đi. Đọc lẻ lên. Tháng 3 vào tiết thanh minh, cõi âm giáp mở phong linh ba màn. Huynh thiên độ giáp tràn phan, đông du hải hội trời ban phong thần. Bắc hàn lục quốc tranh phân, kêu binh sĩ bại nam phần địch phong. Sợ nhà bà đội đi vòng, tàu chìm vì đảo ngã lòng ra đi. Lưỡi bò cắt ngắn tư duy, đảo chìm tàu lặn không gì thở than. Bắc phương không thể dễ dàng, tàu sợ lại đánh Tràng An ai nhà. Bởi thua biển đảo Hoàng Sa, giặc lây đánh sập Bắc Hà đế kinh. Nam phần nam lại đổi hình, không theo sự sắp vong linh ai người.
nước Nam từ đó thay đổi, mở ra thế yếm của thời xưa, cho ân nghĩa đạo đi, hành binh phá mã giáp biên trợ thủy, và ông lại ra đi, bởi vì Tây Tạng mất đi núi đồi, đất bằng thành biển cả rồi, Trung Đông thần sóng nó lôi nhà tàu, ngã ba tam giác nước cao, không còn biên giới ngã nhào tứ phương, mưu đồ bá đạo bá vương, tan băng động đất tân cương nó chìm, hình gà lôi nó đau tim, mất đầu mất đích lại chìm Đông Kinh, nước ai dội xuống đầu mình, gà lôi trời sập địa hình phân ba, chỉ còn bốn tỉnh thay gà, mất tên trên cõi ta bà hư danh, bá đạo tranh bá không thành, hồ tan biển bắt đổi canh đổi kỳ, Nhật Hàn no dạ hạ hê, Mỹ thâu lợi phẩm no nê phong thần, kỳ nhì tái diễn phong vân, khác xa binh lực phong thần đã qua, gọi là thế chiến màn ba, gọi 18 nước nó qua thời kỳ, thật là trời đánh loài người, các loài theo khỉ bị trời bao vây, hàng binh giải giáp đông tây, đến cơ biển sập đổi thay địa hình, nhìn bầu sao rụng lung linh, quỷ ma bỏ trốn Nam Kinh đổi đời, sao hôm chạy bỏ sao mai, nội thì qua ngoại chả ai chủ quyền, đất chìm bắt đổ Thái Nguyên, đà trời chia khúc ruột truyền núi sông, động đất mất nửa hình rồng, tân đời nước đổi tấn phong hình rùa, đoạn trường giang khúc tranh chua, đổi mùa trời chuyển bốn mùa thành hai, nước Nam hội ngộ thiên tài, dân nhân thành đạo đất đai nhà rùa, phong thánh di lạc làm vua, trăm quan hữu chất thiên cơ nước trời, khoa thi chọn tiến sĩ ngôi, mở đời nhân sĩ con trời thiên khai, cả kêu học sĩ nam tài ra thi để khai sân hạ, sắm thơ công chúa liễu hạnh thi bút. Trong đó có hai câu nói vậy đó. Thấy u mê, ổng mê gái, mê tiền, mê chức vụ, thành ra tâm nó u tối, nó tới để mà nó lại, mà nó không biết mục đích nó làm gì, nó chỉ thích làm vậy thôi. Giống như mấy thằng mới thích nhẹ nhẹ này, miền quê rồi gì đầy tường, cái đáp kim cương nó y như mấy đứa mà nhẹ tầm bảy bạn ngoài miền quê, không có biết mục đích nó làm gì. Ngọc Anh thì đời chứ bằng đời.
lành không. Thầy chưa xuất hiện. Nếu mà Đức Thầy không xuất hiện thì sắp cơ hòa hảo người ta sẽ quan mang. Thì giờ ta thờ ở trần già. Và đồng thời là Đức Thầy sẽ có hứa là ngày sẽ trở lại. Thì Đức Thầy cũng thường nói chuyện cụ là ta gặp con trên đất mẹ mà. Chẳng lẽ Đức Thầy lại đi nói gì cho vụ chồng làm gì. Thường nói nhiều cái clip á. Rồi người mình chỉ dù xuống cùng thời ví dụ đã bên Việt Nam ta cũng mong cái đó. Điều chờ có ngày một chúng ta cũng giống cả 100 triệu dân cũng đang chờ 80 triệu 20 triệu là những thứ vô nghị. Vô nghị thì biết mẹ có những lúc ngộ lắm, những đứa con mà xuất chúng Bồ Tát lại chui vô bụng ma quỷ đẻ ra. Cho nên bây giờ có gì con nghĩ sao, những thứ này là những viên ngọc bích của cái thời vàng kim, nhưng mà nó mượn bụng chưa ra mà nó mượn bụng toàn là đảng viên là ma quỷ rồi ra. Bây giờ làm khó cha nó thì viên ngọc bích này cũng khó xử. Cho nên cha mới nói là con làm sao mà đừng có đổ máu nè con. Tại vì tuy là cái A Lại Giải Thích của nó là xuống giúp sư phụ, nhưng mà ba của nó làm tội thì cái đó mới là khó, chứ cái sư phụ mới xử dễ ợp. Ô mà vô ngồi gõ mỏ đi. Gõ được 3 tháng khỏi ở tù. Đọc Lăng Nghiêm đi, thuộc lòng khỏi ở tù, bảo đảm đảng viên nó thuộc hết. Đại bi đâu, thằng nào mà không thuộc thì vô 18 năm. Trời ơi, nó học 18 ngày là thuộc rồi. Có nghĩa cái đó good idea sư phụ. Good idea. Good idea. Đóng 3 ngày thuộc. Rồi cái nó có 18 triệu. Ok, mày đóng thuế 35%, đưa ra 5 triệu. 5 triệu làm gì? Tôi cho mày biết 5 triệu làm gì luôn. Phát qua phe cho tất cả nước Việt. Trời ơi, nó lấy tiền nó mà nó đi cứu hết người nghèo nó còn mừng nữa. Ok, hồi xưa mày làm bộ trưởng ai là thầy giả, ai là thầy quốc danh, mày đưa ra, mày kêu của nó đi về, mặc áo phép thì cứ vợ, không có được mặc áo vàng mà làm hư đạo, nó làm sạch bọn mẹ luôn. Chứ giờ kêu mấy Mỹ về mấy mắc ô đâu có biết mấy vụ đó. Cho nên cách sư phụ là vậy. Rồi lúc đó là sư phụ sẽ bắt đóng ra tử hồi thiên làm việc đắc lực hơn mấy con luôn. Hả? Mục đích chúng ta không phải là hận thù, đích chúng ta là làm hoàn thành cho cha vui. Nên giờ mỗi giây mỗi khắc mấy con đều nghĩ vậy mỗi ngày. Mình đọc kinh để mình được về trời, chứ không phải mình đọc kinh để mình giỏi với anh chị em mình. Đọc kinh từ cái tâm, mỗi hành động của mình, mỗi việc làm của mình qua đây Thiên Long Giang, giúp Thiên Long Giang là mục đích cho cha mẹ vui, đưa con với cha mẹ giống như đám gà xây cửa mã ở ngoài Bel Air đi về Thiên Long Giang, đó là mục đích chung, không có gì riêng tư của ai chứ. Nghĩ vậy thì là đúng. Ủa, điều nghĩ vậy không phải đáng riêng mẹ, nhưng mà tao không cần biết mẹ, tao chỉ cần biết cha tao vui là tao làm. Tao giết mày cha tao buốt rồi đầu tao, tao không có dám giết mày. Tại vì quỷ nó cũng là con của cha. Đây xã nghiệp nữa. Nhưng mà không phải đọc kinh dễ đâu, dù có nhiều người đọc kinh cũng khó lắm, nó cũng khổ lắm á. Những cái tâm nó như vậy làm sao đọc kinh được hả? Đó là bị nghiệp nó khảo. Tại khi con đọc kinh đó là con buông hết tất cả những nợ nần ân oán của những tiền kiếp của con. Nó xóa nợ sạch lẹ lắm, giống như con ra khai chấp từ lé bệnh này, chấp từ xế bệnh vậy đó. Người ta đâu có chịu, mấy thằng nhà bắn đâu có chịu. Thì
thì nghiệp nó cũng vậy, nó đến nó quậy thời gian đầu, nó quậy cho què chứ không tiếng nè, nó quậy cho đủ chuyện hết. Vậy là đọc kinh là giống như mình khai phá sản hả sư phụ? Đúng vậy, để mình xóa sạch nợ. Xóa nợ. Tại nhiều đời nhiều kiếp mình nợ nhiều lắm, đọc kinh là khai phá sản. Khai phá sản về chuyện xấu, nợ nần xấu. Nó kêu là bad debt. Ở Mỹ nó cũng có hay, những người người ta không có đường chọn lựa, người ta khai cái đó. Nhưng mà người ta làm trở lại, ông cháu cũng đã từng theo hãng mà. Dạ. Để người ta còn có cơ hội. Thì cái nhân tài một đời người nó phải bị mai một bởi đồng tiền. Tại trên đời nó có muôn chuyện làm ngoài cái tiền đúng không? Có những nhà thơ, những nhà làm văn người ta đâu cần tiền, những nhạc sĩ người ta đâu cần tiền. Ta chỉ cần cái bài nhạc của người ta lưu truyền nhiều nghìn năm thôi. Gốc cây này giờ chưa có tên là đứa nào thông minh đặt tên gốc cây trước cửa nhà này đi. Trước cửa Thiên Long Cung nè, đây đây là một cái cây này sư phụ đoán là ít nhất cũng cỡ trên 100 năm đó nghe. Dạ. Dạ sư phụ đặt tên đi sư phụ. Ta, cây nào đi cũng có tên nhà. Nó có hai cây á sư phụ đặt nó là giờ là sao? Nó có hai cây. Đâu, đây đây cây đó là sư phụ. Lấy số phiếu đồng. Rồi ai có gì nó nói lên luôn. Cái gì? Thiên Long Hội. Rồi ai nữa? Ai có gì nữa? Hả? Thiên Long An. Thiên Long Mộc. Thiên Long Mộc. Có ai ý kiến gì nữa không? Thiên Long Hạnh Phúc. Hả? Thiên Long Hạnh Phúc. Thiên Long Hạnh Phúc. Này là hạnh phúc mà là muốn chết. Thiên Long Hội họ. Thế Thiên Long Mộc là đúng, mộc là cây. Thiên Long hội họp. Mộc là cây. Hội họp bên đây. Thiên Long thụ được không sư phụ? Nó như là cây cổ thụ vậy. Thiên Long hội họp sư phụ. Thiên Long Mộc, Thiên Long Mộc. Vô đi, Thiên Long Mộc. Thiên Long cổ thụ đi. Vậy là Thiên Long thảo mộc đi sư phụ. Thảo là cỏ. Thiên Long thảo. Mình phải đặt một cái tên nào mà nó thêm mấy cái nghĩa, người ta nghe cái là biết liền. Thí dụ như Thiên Long An, Thiên Long Mộc, hồi nãy giờ Thiên Long thụ gì đó. Cái một con đi về Thiên Long Sơn, con nói Thiên Long Mộc, người ta có nghĩ là nó nằm ở Thiên Long Thổ, người ta nghĩ nó nằm Thiên Long Sơn, hoặc là nghĩ nằm Thiên Long Giang. Còn phải giải thích thêm có phải mệt không? Ok, giờ sư cho một cái idea nữa. Nói sao để biết ngay chỗ này luôn á. Người đó mới có tài. Bây giờ thử tài thôi. Thiên Long Giang. Nói một cái một là tao biết ngay chân. Ngay chân địa điểm luôn. Cung cổ thụ đi. Thiên cung cổ thụ được không sư phụ? Thiên cung thảo hả? Thiên cái này nó đâu giống cây thảo gì đâu. Thiên cung cổ thụ. Thiên cung cổ thụ được không sư phụ? Có chữ cung. Cung mộc. Không gặp đi, chơi chứ chỉ gặp đi, giờ cũng nhà cứ gặp. Không ai đâu mà đặt được, ai chọn có chữ gì đâu. Không được. Ốc Thiên Cung. Nó rất là để, nhưng mà đặt làm sao mà cái mình dùng cái danh từ cái là biết ok. Ra chỗ này là nói chữ một hay là biết là ngồi ở đây rồi. Là gom ra đây. Thiên Cung An được không? Thiên Cung Niết Bàn có rồi. Cái này Thiên Cung cổ thụ đi, cây cổ thụ. Cây ốc. Cái này nó kêu cây ốc. Ốc là cổ thụ á sư phụ. Cái ốc là cây cổ thụ. Cây Niết Bàn của mình á sư phụ. Cây cổ thụ sư phụ, nó kêu ốc. Ốc
trắng giống như niết bàn của mình vậy đó. Cái ốc à. Cái ốc. Cái này phai chứ phải là ốc. Phai hả? Phai. Ông không, sư phụ gì chứ ông không đi. Đó không phải cái phai. Cái này là cái ốc, cây cổ thụ. Không. Cái ốc. No, no phai. Cái ốc. Cái ốc á sư phụ. Ở Houston nó trồng và cái ốc á sư phụ. Cái ốc có nghĩa là dịch cho tiếng Anh. Cổ thụ sư phụ. Đó là cổ thụ hả? Cây sồi, tiếng Việt là cây sồi. Thiên Long sồi. Thiên Cung, Thiên Cung Niết Bàn. Thiên Cung sồi. Thiên Cung Niết Bàn. Thiên Cung sồi. Thiên Long Niết Bàn. Dạ. Con đem vô hộp, con đem vô mệt. Con không có được đánh cái thủng đi lên. Đặt tên ra mà đứng vậy. Long Cung, Thiên Cung Niết Bàn. Lâm cung cổ thụ. Yeah, Lâm cung cổ thụ. Rồi, hay quá. Lâm cung cổ thụ là biết ở Thiên Lâm cung. Vậy đủ hiểu rồi. Lâm cung cổ thụ. Sư phụ đặt Lâm cung rồi. Nghe cái là nằm ở Lâm cung đó, yeah. Cây cổ thụ. Lâm cung cổ thụ. Không bỏ chữ thiên, bỏ chữ thiên nó hơi khó. Lâm cung cổ thụ. Yeah. Đây, Long cung cổ thụ. Super super đẹp. Long cung cổ thụ. Đại Thiên Long cung. Nóng mà lạnh. Nóng. Thank you em. Quên. Anh Long đi đâu rồi? Nóng thể giờ luôn. Nhúng cái gì ta rồi, chơi nước vô chén. Thank you.